Mến chào tất cả các bạn. Hiện tại đang đi sửa một cái đường mạng và điện thoại của công ty các bạn. Công ty này là công ty của Trung Quốc. Các bạn thấy ở trên đó có chữ Trung Quốc mình. Tuy nhiên của Trung Quốc vào chữ Trung Quốc rất là sợ. Thấy Trung Quốc là thấy sợ các bạn. Không phải là mình kỳ thị nhưng mà bị dịch bệnh nhiều quá. Cái bệnh này nó rất là nguy hiểm. Các bạn thấy người tiếp xúc với người là nó bị ảnh hưởng lây rất là nhanh. Sợ các bạn. Vào mấy công ty Trung Quốc này. Ok, bây giờ vào sửa nha. Tổng đài điện thoại. Điện thoại ngày xưa nha. Giờ hồi những công ty lớn người ta sử dụng IP không à? Gọi IP. Đây là cái tổng đài cố định ngày xưa. Đây là những cái rắc tín hiệu vào. Những rắc này là mấy con. Mấy công ty này sử dụng còn nhiều nữa. Đó là những cái con. Đây là sử dụng nghe on. On chứ không phải cái bon các bạn nha. On. Này là cái modem của công ty tự trang bị nè. Con này không biết để làm gì nhưng mà hình như là ở bên bên Đài Loan, Hàn Quốc gì nó quản lý các bạn. Quản lý những cái IP con này nè. Mình sửa máy thì mình chỉ bàn giao tới tín hiệu tới đây hoặc là mình quay số cho nó chạy được internet thôi chứ còn con này mình không có đụng vô. Khách hàng người ta không cho mình đụng vào. Cái này là ra máy nha. Ra máy máy bàn, máy con. Đây là một con chip. Chiếc này bao nhiêu bọt ta? 24 bọt hay gì? 24 bọt rồi. Ok, đã sửa rồi này. Chiếc này chạy. Bon cũng chạy luôn rồi. Đây này xài hai đường. Đường này xài mạng ăn bạc. Mạng xài wifi. Những chuyên gia. Ok, đã lên có tín hiệu bình thường này. Giờ là công ty đang nghỉ trưa các bạn. Chữ Trung Quốc không này ha. Đang 12 giờ trưa các bạn. Công ty nghỉ trưa. Không dọn chiến trường về mấy hàng cát vô mặt sông này đi là cái mặt sông này. Vâng, hiện tại là 12 giờ mấy mà công ty đang nghỉ trưa. Mình không có dám nói nhiều, cũng không có tiện quay nhiều. Do vào công ty Trung Quốc thì là cật nhanh sửa cho nhanh rồi đi về. Ở công ty Trung Quốc thì rất là nguy hiểm. Thấy sợ các bạn. Còn người Trung Quốc không. Chỉ người Việt mình thì nhân viên cũng nhiều nhưng mà cũng ớn. Bởi vì không có quay nhiều, chỉ lón thoáng thôi. Rồi clip này đi sửa dây nó bị đứt cáp rồi. Đi sửa hàng thì cũng mất khá nhiều thời gian. Công ty cũng chạy rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lúc sau nhé.